Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý vị anh trở lại với xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và hôm nay em Sáng rất vinh dự, thật sự rất vinh dự, rất vui được giới thiệu một trong những đứa con tinh thần, một tác phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng cao cấp. Và trước mắt quý vị, đây là một mẫu sập, mẫu này gọi là mẫu sập trơn, được cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang làm trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai cao cấp. Và đặc biệt hơn nữa, bộ sập này được cơ sở bên em kết hợp tất cả các nguyên liệu gần như quý hiếm nhất trong dòng nội thất, đặc biệt là gỗ tự nhiên. Anh chị em để ý này, chất liệu gỗ cẩm lai thì vô cùng tuyệt vời và cao quý rồi, nhưng bên em Sáng kết hợp đây là gì? Kết hợp toàn bộ cái vách của sập là bên em Sáng kết hợp giữa khảm ngà voi và gỗ xưa anh chị em ạ. Tất cả các sản phẩm nó đều có một cái giá trị riêng, và một chiếc sập như thế này thì em Sáng nghĩ là không phải trên thị trường lúc nào cũng xuất hiện những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ đẳng cấp như này quý vị anh chị em ạ. Và với một thông số kỹ thuật vô cùng tuyệt vời, chiếc sập này có thông số kỹ thuật là 1m, 2m, chiều sâu 1m, chiều dài 2m và chân là chân 14. Quý vị anh chị em ạ, như quý vị anh chị em cảm nhận này, với dòng gỗ cẩm lai thì đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang làm rất nhiều rồi. Với mỗi một cái tính chất gỗ nó đều có cái đặc điểm khác nhau. Và riêng bộ sập này được cơ sở bên em chọn gỗ pha phôi tất cả các dòng gỗ cẩm lai, đặc biệt là gỗ cẩm lai là gỗ cẩm lai tía anh chị em ạ. Với dòng gỗ cẩm lai tía bao giờ vậy, tôm gỗ rất mịn, tính chất gỗ rất cứng. Và đặc biệt những sản phẩm được đóng từ gỗ cẩm lai tía thì nó mang lại cái giá trị trường tồn theo thời gian. Anh chị em cảm nhận này, tất cả mặt em quay ở đây này, anh chị em cảm nhận này. Đấy, tại sao anh chị em nhìn thấy những cái chữ như này không ạ? Đây là chữ của người Trung Quốc đã ký. Chiếc sập này là bên em Sáng đã bán cho một ông chủ Trung Quốc người Bắc Kinh sang tận Việt Nam, và là một người bạn tốt của em Sáng sang đây mua hàng. Và cũng là thời gian này là dịch dã đã bắt đầu hết rồi, và những người chủ, những người bạn của em Sáng bắt đầu sang. Và rất vinh dự là người anh của mình, người bạn đến từ Trung Quốc đã mua chiếc sập này. Và em Sáng thì rất mong muốn những sản phẩm tốt đẹp, những sản phẩm có giá trị cao như thế này, em Sáng rất mong được những quý vị anh chị em, mình là người Việt Nam, được sử dụng những sản phẩm tuyệt vời anh chị em ạ. Nhưng tại sao những sản phẩm như thế này bên em Sáng làm trên thị trường đó là gì? Bên em Sáng làm hàng mộc. Đấy, cứ như thế này bên em Sáng bán cho anh chủ Trung Quốc, sau đó là bên em Sáng sẽ đóng bao và vận chuyển hàng. Còn với người Việt Nam mình thì khâu còn lại là vô cùng quan trọng, bởi vì nó đòi hỏi sự hoàn thiện vô cùng tinh tế anh chị em ạ. Đấy, anh chị em cảm nhận này, toàn bộ vách sập, đây là tay của sập này, anh chị em nhìn thấy này, đấy cẩm tía nó có những đường vân chỉ nhỏ li ti như này này, đấy nó rất đẹp, rất mịn, tôm gỗ. Đây là hàng, là hàng bên này, là những cái chiếc sập này là bên em để một thời gian, đâm ra nó không còn độ bóng nữa. Bởi vì sao? Khi mình mới nạo ra nó bóng, còn để khoảng độ 2-3 tháng là độ bóng nó bắt đầu giảm dần. Nhưng cái quan trọng nhất của người làm gỗ đó là sử dụng những nguyên vật liệu tốt anh chị em ạ. Đây, đây là gỗ xưa này anh chị em này. Khảm, đây là khảm ngà voi, đây là ngà voi như bên em khảm là khảm chim đậu trên cành. Đấy, chim đậu trên cành, tích chim đậu cành anh chị em ạ. Đây, ở giữa đây thế anh chị em có cảm thấy điểm nhấn vô cùng quan trọng không? Đấy, chữ là toàn bộ chữ tàu. Tất cả những chữ này là bên em Sáng làm là theo cái gu của người Trung Quốc anh chị em ạ. Và với mong muốn đưa những sản phẩm tuyệt vời tới quý vị anh chị em. Và nếu quý vị anh chị em quan tâm, hãy đăng ký kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang, để cơ sở bên em có nhiều cái yếu tố lan tỏa những tác phẩm đẹp, những sản phẩm đẹp cho quý vị anh chị em. Và không giấu gì quý vị anh chị em Sáng, quê hương em Sáng là khu vực làng nghề đồ gỗ Hương Mạc, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Linh. Đây anh chị em cảm nhận này, đây đây là trước mặt em Sáng, đây là khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Đấy, nhà em Sáng thì ở gần đây. Và tất cả các sản phẩm nếu anh chị em mình để ý kỹ này, anh chị em có thể tìm kiếm trên mạng khu vực làng nghề chuyên làm gỗ, đồ gỗ xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Thì anh chị em biết này, với những sản phẩm mà bên em đã xuất khẩu thị trường Trung Quốc rồi thì bao giờ thế, tất cả mọi cái bây giờ là công nghệ, là công nghệ thời buổi là 8.9.0 rồi, chứ không phải 6.0 nữa. Tất cả nó đều phơi bày trên thực tế, sản phẩm có như thế nào em Sáng cam kết như thế, để quý vị anh chị em khi mình mua những sản phẩm tốt, những sản phẩm chất lượng, mình bỏ ra một số tiền lớn, mình về mình ngủ ngon, thực sự là như vậy. Bởi vì sao? Những sản phẩm như này không phải là những sản phẩm rẻ tiền, nó là những sản phẩm vô cùng cao cấp quý vị anh chị em ạ. Đấy, bởi vì sao em Sáng lại nói như vậy? Bởi vì với những người mà bên em Sáng làm, do rất nhiều anh chị em, tất cả những quý vị anh chị em đến với em Sáng đều là một sự hữu duyên trong cái nghề anh ạ, anh chị em ạ. Và đặc biệt với mong muốn đưa những sản phẩm tốt đẹp tới quý vị anh chị em, anh chị em cảm nhận này, tất cả đây những cái yếm như thế này, hàng trần tự nhiên mà những đường chỉ đen như thế này, anh chị em biết là để mà kiếm những cây gỗ cẩm lai như này vô cùng khó khăn. Ngày trước ấy, cách đây 10 năm thì nó là chuyện đơn giản, nhưng với thời điểm bây giờ là nó là thời điểm là khó rồi anh chị em ạ. Đấy, tại sao
Em Sang vẫn nói với quý vị anh chị em là dùng những sản phẩm gỗ tốt, dùng những sản phẩm gỗ quý là nó có giá trị theo thời gian là như vậy. Bởi vì sao? Có những cái có thể có tiền mua được, nhưng có những cái có thể có tiền chưa chắc đã mua được quý vị anh chị em ạ. Và nếu quý vị anh chị em có điều kiện, hãy sắm cho mình ngay những chiếc sập như thế này. Anh chị em mua về để thưởng trà, để đọc sách, để nằm, để nghỉ, bất kỳ một không gian nội thất nào phù hợp với diện tích nhà anh chị em. Và nếu quý vị anh chị em có nhu cầu tư vấn đồ gỗ, hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 gặp em Sáng để tư vấn và báo giá tận xưởng. Và chiếc sập này thì em Sáng bán rồi, nhưng nếu quý vị anh chị em có nhu cầu cứ phone trực tiếp em Sáng sẽ tư vấn và báo giá tận xưởng. Còn nếu quý vị anh chị em ở gần, vui lòng hãy đến nhà em Sáng chúng ta uống trà. Chào thân ái.